Chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tự thay thang đề cho một cái củ đề của cái hãng Yamaha. Củ đề này thì nó gắn được cho Sigurd FI và Exciter 135-150 nha các bạn. Ở đây thì tôi có hai loại than, một loại là cái than loại hàng nhái các bạn, loại hàng rẻ tiền, và một cái bộ than chính hãng nha các bạn, chính hãng của Yamaha. Nếu như các bạn thay than thì các bạn nên mua những cái loại than xịn như thế này, các bạn thay thì nó sẽ sử dụng được lâu hơn, và đồng thời cái đề của chúng ta, cái tua quay của nó cũng cải thiện hơn nha các bạn. Còn loại than này thì nó rẻ, nhưng mà cái hiệu quả của nó thì rất là kém. Các bạn xài các bạn đề rất là mau mòn nha. Thằng xịn thì nó có cho ta một miếng gòn này các bạn, thằng này thì không, nó cũng có đóng chữ Yamaha hàng nhái. Bạn tháo hai con ốc dưới đáy này ra, nó có một miếng gòn cao su trắng nước nha các bạn. Các bạn lấy ra thì các bạn giữ cái bên cái lỗi đít lỗi này, để cho khi cái đít 500 tại rút ra nó không có bị hít theo nha các bạn. Trong đây nó có hai cọng than này, nó mòn gần tới cái điểm trong này các bạn. Có hai lò xo này ta bỏ đi, tại vì nó có cho mình theo cái cặp lò xo này, hoặc mình sử dụng cái lò xo trong cái bọc mới nha. Nó có hai chổi than, một chổi than này là một cái chổi than tiếp mát này các bạn, chổi than gời nè, còn một cái chổi than dương thì nó được hàn chết vào cái đầu tiếp điện dương từ cọc bình xuống đây các bạn. Cái này thì các bạn muốn thay thì các bạn phải có cái mỏ hàn. Hàng và cái mỏ hàng các bạn sử dụng phải là cái mỏ hàng đủ nhiệt nha. Còn nếu không đủ nhiệt thì các bạn hàng nó sẽ dễ bị chóc lại các bạn, tại vì cái củ đề này nó ăn dòng khá lớn, khi nó tiếp xúc không tốt nó sinh nhiệt thì nó sẽ bung cái mỏ hàng các bạn. Cái quan trọng nhất ở cái thay than đề của thằng hãng gia này thì các bạn nên lưu ý là hàng sao cho nó cái thiết hàng nó phải chảy và đủ cái nhiệt độ để kết dính nha các bạn. Khi chúng ta xả thì chúng ta lui lấy được cái đầu này ra thì nóng. Các bạn hãy lấy cái mấy cái thiết cũ nó ra nha các bạn, để lát nữa ta hàng nó sẽ dính hơn nha. Cái miếng gòn này còn tốt thì ta giữ lại xài nha các bạn. Đây là cái than dương nè, mình sẽ thả nó vào. Bạn lưu ý là cái mà miếng đồng bấm này, này
chúng ta sẽ đưa nó ra phía ngoài nha. Lưu ý là để ngay cái khe nha các bạn. Để ngay cái khe chúng ta sẽ đẩy nó xuống. Lại mình lấy chưa có sạch thiết cho nên nó hơi, thì mình đưa vào nó hơi bị vướng nha. Tiếp theo là các bạn sẽ hàn chì vào. Các bạn lưu ý là hàn cho nó nhanh tay một tí nha, chứ ngâm lâu nó nóng thì nó sẽ chảy cái sẽ bị chảy cái lớp nhựa ngoài này nha các bạn. Khi hàn xong rồi nó các bạn nhìn cái thiết nó phải ăn tốt chị mới được nha. Lúc thiết phải bóng, nó phải đều gì nữa các bạn, nó không có bị cứt hàng á thì nó mới chất lượng nha. Tiếp theo là các bạn bỏ một cái chổi thân âm vào nha. Bạn lưu ý là cái con ốc ở bên cái chỗ thang âm này các bạn lưu ý là phải siết thật chặt nha các bạn, để cho nó tiếp mát tốt hơn nha, để khi đề thì nó tiếp mát tốt, nó sẽ ít có sinh nhiệt nha các bạn. Nhưng mà nó lỏng lỏng các bạn đề nó cái dòng nó đi không tốt thì nó có thể nóng, nó làm cháy cái mũ cách nhiệt ở dưới đây nha các bạn. Tiếp theo là các bạn bỏ cái lò xo vào, hai cái lò xo hai bên. Chúng ta sẽ cho một cái đầu thang bên dương này vào trước nha. Để vào thì các bạn dùng một cái đầu nhọn, chúng ta sẽ giữ nó lại tạm thời. Tiếp theo thì ta vô tiếp cái thang âm nha các bạn. Vào các bạn lắc ra, các bạn thấy cái thang đi ra đi vô thì mới được nha các bạn. Có mỡ bò thì các bạn cho vào đít này một tí, còn không có chúng ta có thể cho vào một ít nhớt nha các bạn. Một tí thôi các bạn, đừng nên cho nhiều quá. Ở trên cái đầu này nó có một cái gạch này các bạn, nó tương ứng với cái gạch ở dưới cái đít này,
chúng ta sẽ đưa vào, đưa vào cho nó ngay điểm nha các bạn. Hai cái dấu này nó nằm phải ngang nhau gì nè. Đồng thời trước khi đưa các bạn nhắm nắm chặt cái nhông này để khi đưa vào nó không có bị nam châm hít ra ngoài nha các bạn. Nếu các bạn không giữ nó hít ra ngoài thì chúng ta lại mất công vô thang cực lắm nha. Tiếp theo chúng ta dặn hai con ốc nữa vô là nó sẽ hoàn thành vũ đề luôn các bạn. Tôi không có chịu phá nên tôi dặn một kịp. Các bạn dặn vô các bạn xây cái này nó phải nhẹ mới ok nha. Mình thử nha, âm thì mình bỏ cho nó dính mình cái đầu âm, dương này ta lấy cái kéo. Không tiếp điện được. Nó quay là ok nha các bạn. Thay này này coi như các bạn đã tha thang thành công. Video clip của tôi đến đây xin được tạm dừng. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo.